Hôm nay lễ July 4, mình xuống khoa bất hot pot để mình đi ăn lẩu, nhưng mà rốt cuộc là nó đóng cửa rồi, không còn bán nữa. Và mình hỏi những người khu vực bạn gần Bel Air thì họ nói đóng cửa luôn. Buồn thiệt. Đó. Đây là khuôn viên của cái parking lot này. Đóng cửa luôn rồi.